Một chiếc laptop giúp nâng trình cho các gamer lên tầm chuyên nghiệp. Bạn có muốn sở hữu nó không? Xem hết video này rồi comment cho mình biết nhé. Thiết kế mạnh mẽ với màu xám Mecha, logo TUF và chất liệu nhôm mặt trước mang lại cảm giác bền bỉ chắc chắn. Trải nghiệm góc nhìn cực rộng với kích thước 15,6 inch Full HD, tỷ lệ 16:9. Đặc biệt, tần số quét 144Hz cùng tấm nền IPS mang lại trải nghiệm mượt mà với những game bắn súng FPS, nâng trình êm tâm và quan sát đối thủ chính xác. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo nội dung, chơi các tựa game này một cách mượt mà không lo giật lag. Ổ cứng SSD 512GB PCIe Gen 4 cung cấp không gian lưu trữ đủ lớn. Còn nếu như bạn có nhu cầu lưu trữ cao hơn thì có thể nâng cấp trên khe chờ của hệ thống nhé. FX507 còn được trang bị cặp màn hình RTX 4050 6G, vừa có thể chơi game mượt mà lại có thể gánh được cả đồng đội trên vai đấy nhá. Bắn CSGO hay PUBG cực kỳ thoải mái. Acer TUF Gaming 15FX507ZU4 sở hữu hệ thống tản nhiệt gồm 5 ống dẫn nhiệt, 4 khe thoát khí cùng thiết kế dạng tổ ong ở mặt dưới, giúp máy mát mẻ hơn. Hệ thống hai loa tích hợp cùng công nghệ Dolby Atmos mang lại âm thanh sống động. Bạn sẽ đắm chìm trong thế giới phim ảnh và những trận cầu đỉnh cao. Bàn phím FX507 thiết kế với layout full size đầy đủ các phím số và các phím chức năng. Hành trình phím sâu, độ nảy tốt giúp bạn có thể thực hiện đa tác vụ một cách thuận tiện và chính xác. Sở hữu đầy đủ các cổng kết nối, thỏa sức kết nối với các thiết bị ngoại vi hoặc máy chiếu của bạn. Ngoài ra, máy còn được trang bị kết nối Wi-Fi 6 mạnh mẽ cùng Bluetooth 5.0 để bạn có nhiều sự lựa chọn kết nối hơn. Acer TUF Gaming 15FX507ZU4, một mẫu laptop hoàn hảo dành cho những anh em game thủ với khả năng giải trí đỉnh cao. Tham khảo giá cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn ở website của Hacom nhé!